Đầu video em xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay em lên clip gồm mấy bộ combo nha. Ai coi món này phù hợp trong công việc và trong sinh hoạt trong gia đình thì chốt nha. Sửa chữa trong gia đình thì chốt. Giờ em đi mẹ số 1. Mẹ số 1 gồm 4 3 cái cây kìm. Một kìm ngồi, kìm cắt và kìm mũi nhọn. Với một cây mò lết. Cây này dài 150 mm. Đây mẻ số, đây là một con kìm cắt hiệu Hozen. Nó có mấy cái lỗ để tút dây điện đây nha mọi người. Đó, đang nghiện kít này. Cán kít còn ok luôn. Cái này chiều dài của nó, chiều dài 15,5. Rồi con kìm mũi nhọn này 3 chữ S, kén nó còn ok luôn. Này chiều dài của nó là 16. Rồi con kim ngụy này rồi chiều dài nó 21. Răng miệng này, người xem răng miệng. Rồi một cái màu led nhỏ. Cái này là thương hiệu của Hit nha mọi người, 15 cm. Đó, miệng nó còn ok luôn nè. Kìm cắt. Kìm mũi nhọn. Rồi, có cái kìm, ba cây kìm với một cây mỏ lết nha mọi người. Mẻ số 1. Mẻ số 1. Mẻ số 1 200k. Đi mẻ số 2. Mẻ số 2 là 3 cây kìm nha, một cây kìm cắt. Kìm cắt. Kìm ngồi vui da. Rồi một cây kìm gì đây, kìm đây là của Japan luôn. Xin test gì đó. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài cái này 21. Kìm vui da 21. Kìm cắt. Kìm cắt gần 19 nha, 18,5. Đó. Cho mọi người xem cây kìm cắt. Tay còn ok này. Rồi con kìm Fujiya. Em này, em kìm này. Ba kìm nha mọi người. Già cũng gần bằng nhau luôn. Con kia là 18 hay 19 gì nè, 18 phải mấy á. Rồi mã số 3. À mã số 2. Ba cây kìm. Mã số 2 200k. Ba cây kìm. Mã số 3. Mẹ số 3 là cũng 3 cây kìm với một cây mỏ lết. Cái này chiều dài là 20 cm. Hiệu của Top nha. Cái này là Mary. Cái hiệu Nhật đây. Cái này thì không thấy thương hiệu nhưng mà còn đẹp. Này vậy, kìm mũi nhọn. Đen cỏ ok nha, cái này vẫn còn đẹp. Cái này 16. Con kìm cắt là 13. Con kìm nguội là 21. Kìm nguội là 21. Còn cái mỏ lết đó là 20 nha. Mỏ lết này thương hiệu của Top nha.
20 cm. Rồi, kìm cắt, đây, kìm nguội. Này nó có cái lỗ chính giữa để tút dây điện cho xe á. Đó. Người xem. Mirai kìm cắt. Kìm mũi nhọn. Rồi, ba cây kìm. Ba cây kìm một cây màu led. Mẹ số 3 là ba cây kìm một cây màu led nha. Ba cây kìm một cây màu led. Rồi mã số 3. Mã số 3 200k. Đi mã số 4. Mã số 4. Cũng một bộ ba cây kìm và một cây màu led nha. Cái này chiều dài của nó là 15 cm nha, màu led 15 cm. Nhìn còn đẹp này, nước đồ còn sáng luôn. Xài rất ok luôn. Đó. Cái này là gì? Heavy duty ha, 15 cm. Này một cây kìm nguội Maturo. Kìm mũi nhọn Nhật đây, nó có chữ ký hiệu Nhật đây. Đó, mọi người thấy không? Kìm cắt ký hiệu đó Fuji, kìm cắt nhỏ này Fuji có chữ E là Fuji nha. Ba cây em đo chiều dài của nó. Kìm cắt là 13,5, kìm mũi nhọn là 16,5, kìm nguội là 21, răng miệng khít này, hèm còn ok. Rồi ba cây kìm với một cây màu led nhỏ nha, màu led 15 cm, led như còn mới lắm. Rồi mã số 4 200k. Em đi mã số 5. Mẹ số 5 này có thể được mấy món? 2, 4, 6, 8, 10 món nha mọi người. Một cái mỏ led 20 phía hai cái cây cà lê đa năng này nữa. Số từ nhỏ đến lớn nha. Số 8 này, số 10 này, 11, 12, 14 cây này bao nhiêu? 14 12, 14. Rồi cây dài này là 17, 19 nha. Đó, rồi xem. Rất nhiều cà lê luôn. Cây này là 3/8, 13/16 nha. 3/8, 13/16. Rồi cái này xài là 19/21 nha. Cái này còn hoạt động tốt nha. Cái này đảo chiều được cho mọi người. Đảo đi đảo lại được. Rồi thêm cái mỏ led đây. Kyo KTC hiệu của Nhật đây. Cái này xài thì ok rồi, còn đẹp mà. KTC. Rồi, tất cả là 10 món. 9 cây cà lê. 7 cây cà lê ấy, 7 cây cà lê kia, cái hai cây cà lê đa năng, một cây màu led. Màu led thì chiều dài là 20 cm nha mọi người. Mã số 5, 250k. Cái này hơn ký luôn á. Rồi mã số 6. Mã số 6 là hai cây búa.
Với một cây cày nha. Cái búa nhỏ này để em đo thử. Đây một đầu tròn một đầu dẹp nha. Đây là 6,5. Chưa tới 6,5, gần 6,5. Cái này là 24, chiều dài 24. Một đầu tròn một đầu dẹp. Cái này là 6,5. Chiều dài là gần 30 nha. Cái này lớn hơn. Dài thì bằng nhau nhưng mà kích cỡ của cái như này lớn hơn cây kia xíu. Rồi một cây cày nha. Cày này còn xài tốt luôn. Cái đầu đây để dùng để độc hay sao á. Độc. Làm giống như cái mũi độc. Đó. Vừa nhổ đinh vừa độc cái gì á. Cái này là chiều dài của này là 19, bề ngang của cái này á là 5 cm. Rồi ba cây, hai cây búa, một cây sực cày nha. Đây vừa đi chung nhổ đinh với ấy luôn. Rồi mã số 6. Mã số 6 170k. Anh em mã số 7. Mã số 7 là ba một cây kìm, kìm ngồi. Kìm ngồi đây là gì? Hai rết gì đây? Đó, một cái kìm ngồi. Rồi mỏ lết này. Mỏ lết này là 20 cm nha. Xài còn tốt, cái miệng là còn ok này. Nước da hơi sần sần tí. Cái này mua về dùng thôi nha mọi người. Cái này vô không phải siêu tầm đâu. Cái kìm bấm kiểm này của MCC của Nhật đây nha. MCC răng miệng thì còn tốt, nước da hơi sần sần nha. Cái này mua về sử dụng tại nó rẻ. Ba cái này mua về xài cũng ok luôn này. Cái này răng miệng tốt đó, người xem này như mình làm hàng rào mở ốc mở yết gì đó. Rồi mã số 7 200k. Nên mã số 8. Mã số 8 là hai cái lăng gì, lăng da hả? Lăng da đó. Rồi mã số 8 50k, hai cây nha. Mã số 9. Mã số 9 là ba cây kéo cắt tôn. Đó, ba cái này sử dụng còn ok luôn. Chữ Nhật hết nha, của Nhật hết nha mọi người. Đó, chữ có chữ hết. Chữ đây. Răng miệng còn tốt luôn. Có tay bọc luôn nha. Hai cây thẳng một cây cong nha. Cây cong này á. Cây cong này là 26. Cây thẳng nhỏ này á 23. Cái thẳng dài này á là 27. Do bán combo nên cái hàng rất là giảm giá rất là nhiều nha. Do mọi người mua combo thì hàng nó sẽ giảm. Chứ mua mọi người mua từng cây, một như thế này thì nó rất là nó cao hơn. Tại mua combo là đã bán giá bán kèm vô nữa. Nên mọi người tốt nhất là mua combo thì giá nó hè, nó giảm xuống. Rồi mã số 9 300k. Mà em chưa đo chiều dài hè. Chiều dài. Chiều dài cây ngắn. Cây ngắn là 23. Cây thẳng là 27 26 rồi đo rồi mày. Mã số 9 300k. Em đi mã số 10. Mã số 10 là hai con mỏ lết, một con mỏ lết răng, một con mỏ lết. Con này hiệu Hit, chiều dài 250. Con này là hiệu Devi Duty, chiều dài là 20 cm. Đó, răng cỏ thì còn ok luôn. Con này cũng vậy.
Hôm nay chiều dài 25 nha. Hôm nay chiều dài 20. Cặp này xài tốt nha. Rồi mã số 10. Mã số 10. Mã số 10 200k. Như mã số 11. Mã số 11. Mã số 11 là 5 cái kéo. Mấy kéo này cũng nhập nha mọi người. Nè, các chị Japan. Đó, máy in Japan. Cái này cũng có chữ Japan này. Con này là hai quả tây. Này hàng của Kai của Nhật luôn. Con đầu tiên là hàng của Blut. Em test cho mọi người xem nha. Hay ra cái giấy mọi người xem nha. Đó, rất là bén luôn nè, mọi người xem. Bén cực kỳ luôn. Kéo nhập rất là bén luôn. Đó. Kéo rất là bén. Bén lắm nha mọi người. Cái này có 3 chức năng, cái đầu rồi trên đầu bằng giữa đầu bén. Rồi chỗ đây có cưa gì đó. Dưới này là có cái dùng để bóp càng cua gì đó. Cái khe này là hình như là bóp càng cua. Cái này cũng có này, cái này cũng có. Cái kén hơi cũ tí mọi người. Cái này về chè chè. Người đánh là nó bóng thôi. 5 cây nha. 5 cây. Đo tùy chiều dài từng cây một. Đo cây ngắn nhất đi. Cây ngắn là chiều dài của nó là 17,5 gần 18. Cây này là 20. 20. Đây cũng 20. Cây này là 21. Cây này là 10 gần 19. Đó, kéo rất là to luôn. To mà dài nữa, xài thì ok luôn. Kéo này cắt giấy, cắt giấy hay cắt cái gì đó, cắt cái nhém cái đồ ok nha mọi người. Mã số 11. Mã số 11 120k. Đi mã số 12. Mã số 12 nè. Hai cây chùa vít cán nhựa, cán gỗ rồi cán nhựa nhỏ nha. Đó. Cái này là dạng như là chùa vít nhỏ này. Nhiều người rất là cần dùng cái này. Cái này nhỏ BH1, BH2 đây. Đây là đầu bà kia nha. Nhỏ dùng bà kia. Còn hai cái đầu dịp này. Vít gỗ đầu dịp. Này cái hàng này cái hiệu Vessel này. Vít đóng. Đó. Đây, vít dịp. Rồi hai thằng này của Nhật luôn. Đó, đầu rất đẹp luôn. Chén kiếp là còn ok luôn. Vậy là 6 cây nha mọi người, 6 cây. Đó chiều dài từ cây 1. Giờ đo hai cây nhựa nhỏ nhất đây, nhỏ trước đây. Cái này là 17 18. Rồi hai cây gỗ nha. Này là 22. 22 2 gần 23. Rồi hai cây chuột vít ba kia này là 20.
20. G20 nữa. Nói chung vít rất là đẹp luôn. Người xem vít còn xài xài còn rất ok luôn, đầu mũi rồi. Rất đẹp. Rồi mã số 12. 60 vít. Mã số 12. Mã số 12 200k. Đi mã số 13. Mã số 13 là cái bộ tỉa cây bon, tỉa hàng rào nha. Cái này là cưa cành này, cưa cành gập này. Một cái dũa lá này, dũa lá nhỏ. Cái này cũng nhập nha mọi người. Lưỡi rất còn ok luôn nè. Rồi cái này cán gỗ mà không gập nè. Lưỡi to. Cái này cưa rất là nhanh luôn. Rồi một cái kéo tỉa hàng rào này. Tỉa cái cảnh gì đó. Đây mọi người nha. Này bằng cán gỗ này. Còn rất là chắc luôn nha mọi người. Lưỡi rồi còn sáng này. Đầu rồi chưa mẻ hết. Chưa mẻ luôn. Đấy, chưa mẻ chưa gãy gì. Cái này là chiều dài là 48. Còn cái cưa gập á chiều dài của nó là 42. Rồi cây mà không gập á chiều dài của nó là 36. Cái này tàn kèm theo cái dũa nữa nha mọi người, để cho mọi người dũa nha. Cưa gập đây. 3 cây. Bộ này mua về làm hàng rào thì ok này. Này bỏ qua cái dũa vô. Này đem mua về cưa cành hay tỉa cây cảnh gì đấy. Rồi mã số 13 là có 200k thôi nha mọi người, 200k. Đi mã số 14. Mã số 14 cũng là hai cây cưa với một cây tỉa cành, tỉa lá, cái dũa dịp nha. Đây dũa dịp. Cái này là của ARS nha. Cái này cứ gặp chốt chiếc rồi còn ok này. Đó ha. Này ARS của Made in Japan. Lưỡi của nó này cưa lưỡi rất là to luôn. Này cưa rất nhanh, mấy cái lưỡi to là cưa rất nhanh nha mọi người. Này chiều dài của nó. Chiều dài của cây này á là 235. Rồi dài của cái coi của cái cây kén này, kén và kén gỗ cho mọi người, giống kén cao su á, rất dài luôn mọi người xem. Này chiều dài của nó, chiều dài của con này 43. Rồi đây là một cái kéo tỉa cái cảnh. Đây là Soboten, ký hiệu là Soboten, hàng của Nhật nha. Cái này tăng giảm được nha. Đó, tăng siết chặt vào. Này chiều dài của nó, mình đo chiều dài của cái kéo này. Chiều dài cái kéo này là 48 nha mọi người. Rồi đây là ba, một cây cưa gập. Nói chung là ba cây này là của Nhật hết. Cái này giờ nó bong cái mẹt ra rồi nên mình không thấy thôi. Ba cây cưa với một cây dũa nhỏ nha.
hết vụ lá nhỏ kia rồi, em thay vào cái vụ dịp này. Vụ này là vụ cũng được. Rồi mã số 14. Mã số 14. Mã số 14 300k. Anh đi mã số 15. Mã số 15. Mã số 15. Mã số 15 là một cây thước đo bán kính. Cái này hàng của Tajima nha. Made in Japan đây. 150 mm. Đó. Cây cần trượt còn tốt này. Chữ nghĩa vẫn còn còn nhìn ok nha. Mọi người xem chữ nghĩa. Chữ số. Cái này chỉ có chiều dài đo bán kính là một gì 150 mm nha, Tajime Made in Japan này, miệng của nó đây. Rồi mã số 15. Mã số 15 150k. Đi mã số 16. Mã số 16 là một bộ mũi đục. Thế là 6 cây điêu khắc nha. Đó, đầu rồi còn ok đẹp luôn nè. Rồi thêm cái 2 4 6 8 10 12 14. 14 với 6 nữa là 20 cây nha. Đầu mũi nói chung là nhiều loại mũi. Mũi gỗ cũng có, mũi kén nhựa cũng có. 20 mũi nha mọi người. Rồi mã số 16. Mã số 16 là 300k, 20 mũi điêu khắc. Em đi mã số 17. Mã số 17 là tiếp 3/8 nha, tiếp của Nhật. Tiếp của Nhật, cái này là KST 9,5 mm. Đi Japan. Đây cũng KTC Japan này. Đây còn ngắn nha. Đây dài hơn chút. Đó. Rồi một cái cần quay nha. Con này là của Toyota Moto Japan nha. Con này hoạt động còn tốt nha. Còn đây thì cần gặp đây KTC đây. Đây ốc đủ loại con này. Đó. Gắn nó còn ok nè. Ở chiều. Đây. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 cái đầu tiếp. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái đầu tiếp. 2 cần nối, 1 cái cần, cần này, cần thẳng này, cần đảo chiều nha. Rồi mã số 17. Mã số 17. Mã số 17. Mã số 17 300k. Đi mã số 18.
Mẻ số 18 là một cái rọc Nike hả? Đầu mũi nó này. Người xem. Này hàng của Nhật nha. Hàng số 18 70k. Đi mã số 19. Mã số 19. Ai biết cái con này dùng để làm gì thì chốt nha. Như tại đây dưới đây nó có số này. Dập xuống dưới con nó có số. Đó. Số nó đây. Dập xuống là có số. Đây điều chỉnh số được nha. Này hàng TV gì đây. Dùng để điều chỉnh số này. Này có thể rút ra được này. Đó. Rút ra. Bỏ vô. Đó cứ dập dập vậy là thôi số nó thay đổi nha. Ừ. Mọi người xem số thay đổi này. Này dùng để dập số tiền hay mẻ gì đó. Ai biết chốt. Con này của Blue Auto Number này. Này TPBB à, chữ bao nhiêu đó nha mọi người. Mã số 19 170k. Đi tiếp mã số 20. Là một con mỏ led. Con này cái đầu nó hơi bị cục cụ thế nha mọi người. Nè. Nhưng xài cũng tốt nha. Thấy nó còn đẹp. Lấy về xài. Lấy về cho mọi người dùng. Đây mua chốt. Đó, bấm chốt là ok này. Con này chiều dài của nó. Con này là 21. Có chữ Z gì vậy? USA Standard gì này. Rồi mã số. Mã số 20 cho 50k. Răng miệng là còn đẹp nha. Đi mã số 21. 21 là cái con này hiệu HD. HD. Đây của nước nào à, em không biết, cứ thấy nó mới nó đẹp rồi đem lấy về. Đây anh em nào thấy làm được mua về được thì chốt đó. Tăng ốc này nó hơi bị ấy, mọi người về che mở vô nha, cho ít dầu mở xài còn ok đó. Vấn đề gì luôn. Nay hàng nó sáng sáng thì rồi. Mã số 21 150k luôn nha mọi người. Này là chiều dài của nó còn 21 thôi, cho 21 22. HD. Con này là HD. Hai mốt trăm mười k. Nay có vài combo vậy, mọi người coi món nào phù hợp thì chốt. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến cho em để em chỉnh cái kênh của mình, nó bán giá cho nó phù hợp cho mọi người mua nha. Phí ship là 30k, mọi người nên chốt qua số điện thoại hoặc nhắn tin, kết bạn qua Zalo, nhắn tin qua Zalo. Đừng đừng có chốt trên nói chung đừng có chốt trên kênh YouTube, tại vì kênh đó là em nó chậm, không phải là không xem nhưng mà nó chậm. Tại khi mà mấy người khác chốt trên ấy rồi, chốt trên điện thoại rồi, bây giờ coi YouTube thấy có mấy chú mấy anh mấy bác thì cứ chốt trên YouTube á, xem lại thấy cho bên kia chốt hết rồi, mấy cái món mà người ta thích thì người ta chốt liền. Nên tốt nhất là chốt qua số gọi điện thoại, nhắn tin qua số điện thoại
hoặc là kết bạn qua cái số điện thoại trên YouTube á, Zalo á, nhắn tin gọi gì cũng được nha. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người, em xin dừng clip tại đây.